Ông Lê Hoàng, Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết là tại Việt Nam thì chi phí cho một ca mang thai hộ khoảng là 30 đến 50 triệu đồng, trong khi đó tại Singapore là khoảng 400 triệu đồng, còn tại Thái Lan là trên 300 triệu đồng. Hiện cả nước có 22 cơ sở y tế đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản được Bộ Y tế công nhận. Dự kiến vào tháng 12 tới, Bệnh viện Phụ sản Trung ương sẽ chào đón bé sơ sinh đầu tiên nhờ kỹ thuật mang thai hộ trong tổng số 20 ca mang thai hộ đã được tiến hành tại bệnh viện. Bộ Y tế cho biết sẽ có cách kiểm soát chặt chẽ người mang thai hộ, như là những người mang thai hộ sẽ được thống kê trên hệ thống máy tính có kết nối dữ liệu. Khi người mang thai hộ đăng ký làm tại trung tâm này mà sang trung tâm khác đăng ký thì sẽ không được.